Dạ. À, cô tên là Di Thị Nghĩa, đến từ tỉnh Sóc Trăng. Cô năm nay 64 tuổi rồi. À, trước đây thì cô là giáo viên. Dạ. Nay thì làm em làm ô xin rồi. À, hôm nay thì cô đến chương trình đó để gì khoe anh chút nha. Dạ. Cũng hơi khéo tay. Dạ. Rồi anh dâu nó cũng khéo tay. Anh ra hôm ba mẹ con làm bánh ít khoai ngọt tím ngon nha. Anh Quyền Linh với Lê Lộc với ekip của chương trình. Dạ. Ồ, cảm ơn cô. Tôi lạ gì đó. Dạ cảm ơn cô, cái này con nhường Lê Lộc. Dạ. Còn cái này của con. Dạ. Nào chia rõ ràng nha. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Chào chương trình, chào anh Quyền Linh, chào Lê Lộc, chào khán giả của trường quay và khán giả đang xem chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Mình tên là Nguyễn Thị Kiều Diễm, mình 33 tuổi, mình đến từ Sóc Trăng. Công việc của mình là chăm sóc sắc đẹp cho các chị và các mẹ. Mình là bên thẩm mỹ. À. Mình làm dâu của mẹ cũng mới 4 năm à. Mới 4 năm. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình thì cô cảm nhận thế nào? Thì trước khi gặp con dâu cô ấy, thì con trai cô nó có giới thiệu: mẹ ơi, đợt này con dắt về cái cô này đẹp lắm, hiền nữa, tu, biết đọc kinh, đi chùa, hợp gu với mẹ đó. Nhưng mà tuổi gì vậy? Cọp hết đó. Nhất là con cái dữ lắm. Từ chối ngay lúc đầu luôn. Từ chối liền. Cái nó mới nói: không mẹ ơi, cọp này ăn thức ăn, nó không ăn thịt sống mà ra nó hiền. Cọp này ăn bánh ít không ha. Rồi cái nó thôi để hôm nào con dắt về cho mẹ coi thử coi được không. Thì mới nhìn thì mình thấy gương mặt sáng, nụ cười hiền hậu, cũng đẹp, thấy cũng thích thấp. Nhưng mà để coi nó làm sao. Trêu thường thì mấy bà già xưa có quan niệm là tuổi cọp dữ lắm. Rồi cô thì hơi thoáng một chút, nhưng mà để coi dữ thiệt, nhưng mà thấy cũng đẹp, cũng được. Kệ nó cô, giữ miễn đẹp được rồi. Chị có nhớ cái ấn tượng khi mà lần đầu tiên gặp mẹ chồng không? Chồng mình á, dẫn mình về ra mắt mẹ á. Dạ. Là mình cũng có nghe một cái thông tin như thế này, là những cô bạn gái trước chồng mình dẫn về á là toàn mẹ chấm gớt không, nhằm khi lội ngay vòng đầu luôn. Cho nên cái lần đầu gặp gỡ đó với mình á là nó áp lực kinh khủng lắm. Dạ. Rồi xong gặp mẹ thì đúng như vậy. Mẹ rất là nghiêm khắc, mẹ rất là ngầu, dẫn một sắc thái ngầu từ đầu đến cuối luôn. Cái lúc đó mình cũng sợ, nhưng mà cố bình tĩnh. Rồi nhìn mẹ cười một cái, xong mẹ không có cười lại. Rồi làm mình lo lắng thêm nữa. Cái mẹ cứ nói: ủa sao bữa nay con bệnh sao mà mặt con xanh lè vậy? Cái mình cũng sợ, mình cười kiểu như là không có câu trả lời, không lý giải được. Lẽ nào nói là tại con sợ cô quá mà con nó bị tái xanh. Rồi sau đó về làm dâu thì sao cô? Nói chung á, bé Diễm thì cũng nói là một người phụ nữ hiện đại. Nhưng mà Diễm nó có được cái bốn đức tính là trong dung ngôn hạnh, thiêu rất đẹp, may khéo luôn. Rồi nói năng cũng lễ phép và đi thưa về trình đàng hoàng. Thì cái phần đó là cô thích ở Diễm. 4 năm thì chắc chắn sẽ có những cái mâu thuẫn xảy ra. Cô nhớ lại sao những ngày đầu nó có cái gì đâu? Thì trong bà con của cô á thì nói: dâu bà nó đẹp thiệt á, nhưng mà nó dữ dữ làm sao bà. Cái tôi nói: dâu tôi mà dữ gì, quá dữ vậy. Dữ làm sao cô? Trời ơi, hôm đó đó cô thấy chồng nó đang phơi đồ, chồng nó ngoan lắm. Bầm 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 bầm. Cái nói: ủa lưng à lưng, bộ con bị ma chó cắn cái gì con? Sao bà mến lại mà xích dầu cho con? Có là mẹ ơi, còn cái nó vô. Ủa là sao dầu nào nó con cũng không biết nữa. Ủa không biết sao biết còn cái vô. Nó mẹ coi tin nhắn nè. Thì nó mới bấm điện thoại đưa tôi coi. Tôi cắn cảnh cáo: lần sau không được tái phạm. Ghen kiểu này quản thư phải sợ. Không mà nhiều khi chỉ nựng ảnh sao. Nựng thương, nựng thương hơi quá lố. Nựng hơi quá lố tay thiếu thôi à. Rồi còn lần nào nữa mà thể hiện cái sự dữ dằn nữa không? Có chứ sao không có. Có nữa hả? Hôm đó mà nó nhắc thằng con cô bằng giặt hết trơn đó ha. Cô mới kêu hai chồng lại cô gầy. Cô nói: sao con nhắc chồng con dữ vậy? Nó nói: mẹ coi bữa đó ảnh không có rước con, mà ảnh còn đi nhậu tới khuya ảnh mới về. Lúc ngủ ảnh mới anh kêu tên cô nào á. Mẹ hỏi thử rồi con không ghen sao được. Thì phải rồi, vậy là mẹ nhớ rồi. Hai chồng con không có nhà.
Hồi đó đó ba con đi làm mà đi đám cưới mà đêm giám họ đi tới 2 giờ sáng mới dậy. Ông xỉn rồi ông ngủ không đấy? Em ngủ đi anh về nha. Trời ơi, tim mẹ muốn ngừng thở đêm đó luôn. Rồi sáng là mẹ câm lặng luôn không nói chuyện. Cái mấy ngày sau ổng chịu hết nổi, ổng hỏi sao vậy, sao em không nói chuyện gì chân. Mấy ngày nay nín thinh không nói gì, không ngủ chung, không ăn chung gì chân, kỳ vậy. Tôi mới kể lại hết mấy câu chuyện. Cái ổng mới cười sò lên. Ổng nói trời ơi, câu đó là anh nói với thằng Tâm. Là anh em lâu ngày gặp nhau nó cứ lôi anh nhậu hoài à. Rồi anh nói thôi em ngủ đi anh đi về. Là nói với thằng Tâm chứ không nói với cô nào đâu. Công nhận á, công nhận chú thông minh thiệt. Bữa nào cho Linh gặp chú á nha cô nha. Không biết sức ngoại rồi. Ủa vậy hả? 10 năm rồi. Không về. Không một lần điện thoại về, không nói gì hết. Bởi vậy cũng hơi buồn. Thôi mình chuyển qua cho đề tài khác đi. Em có hợp gì với mẹ chồng của em không? Với hai mẹ con thì có nhiều điểm hợp nhau lắm. À, thí dụ? Như hai mẹ con yêu màu tím nè. Rồi thích mua sắm, làm đẹp. Rồi mẹ thích nấu ăn. Em thì em thích thưởng thức. Mẹ nấu thôi coi em thưởng thức hả? Trời ơi, con mình cũng thông minh ghê luôn. Hợp cái nhéo á. Hợp cái nhéo. Không đâu, cô không có nhéo chồng cô đi. Bởi vậy mà sau khi giận rồi, thằng nhỏ còn y nguyên, không có bị gì hết. Nhỏ nào? Ông chồng đó, chứ đâu phải mình giật đi thằng nhỏ này nó nhắc chồng nó đâu. Mà nó nghe đó. Nghe thằng nhỏ nó còn y nguyên tưởng gì. Mà thằng trai cô nó đâu có xỉn quà đâu. Thỉnh thoảng cơ quan có tổ chức tiệc tùng gì nó mới nhậm. À, nó mới xỉn thôi. Có nhầm nhò gì thôi, Huyền Linh đó. Hả? Ủa sao đá qua đây nữa? Nhậu còn hơn hủ chìm nữa, ai mà không biết. Huyền Linh. Có không? Sao vậy? Ủa Linh, quý uống rượu luôn trời. Không à, cả nước này ai cũng biết hết trơn à. Trong cái phim Đồng Tiền Xương Máu. Trời ơi. Nhớ rồi, méo xíu đốt nhà chú Linh luôn. Không rồi. Không phải, chú không biết nhậu. Trong phim thôi, trời ơi, làm giật mình đổ mồ hôi trơn à. Thôi bỏ qua chuyện này nha. Ê, hai mẹ con dễ thương quá. Đấy. Có cái chuyện gì mà em không hợp với mẹ không? Thì cũng như mẹ nói á, là em là phụ nữ hiện đại. Mẹ thì là người phụ nữ có gia đình. Mẹ giữ nét truyền thống từ xưa tới giờ rồi. Khi mà có dịp lễ Tết hay là tiệc tùng về nhà thì mẹ muốn tự tay mẹ chuẩn bị hết. Rồi mẹ tự gói bánh, tự nấu ăn, tự chuẩn bị mọi thứ hết. Những cái lúc như vậy á, thì mẹ làm những công việc quá tải mà mẹ chết á, cái mẹ hay la lắm. Có la luôn cô hả? La dữ mà. Dạ. Em có sợ mẹ không? Dạ sợ, từ cái lúc mà mới gặp tới cái lúc cưới và hiện tại bây giờ vẫn sợ. Lúc đầu gặp gỡ thì em sợ mẹ không có chấp nhận em. Lúc đó là xanh mặt. Xanh mặt, sợ xanh mặt luôn. Xanh mặt. Rồi khi mà được mẹ chấp nhận rồi thì lại sợ là không làm vừa lòng mẹ. Rồi làm mẹ buồn, mẹ không vui. Mẹ rồi sợ mẹ không khỏe. Nhưng mà còn hiện tại bây giờ là em sợ. Là em nói mẹ khó, mẹ dữ quá rồi. Không biết mẹ có giận mà mẹ bỏ em ở đây không nữa. Nói vậy nó nhỏ quá sao mẹ đâu nghe, nói lại coi. Nói lại coi. Nhớ mẹ. Nói sợ mẹ giận quá mẹ bỏ con á. Bỏ mẹ bỏ không có nhầm mình đâu, chồng bỏ mới sợ. Bỏ chứ mẹ không nhầm nhờ ai ghê á. Thường chị hay cầm làm chồng vậy á, cô thấy sao cô? Cô rất là bực bội. Dạ. Diễm hay gọi điện cho cô lắm. Dạ. Có khi là mẹ ơi bữa nay anh Lưng đi trực về trễ quá à. Mẹ ơi bữa nay trời mưa lớn quá anh Lưng chưa rước con đó mẹ. Có lần đó gần 11 giờ đêm điện, thấy điện thoại chữ Diễm hiện lên hết hồn. Không có dám nghe nữa. Mà có không à? Mẹ nói vậy có không? Có không? Dạ cũng có chút chút. Tại vì á 10 lần gọi cho mẹ thì hết 9 lần mới giống chồng. Cho nên mẹ nói mẹ nhìn thấy số điện thoại mình gọi tới là mẹ áp lực kinh khủng. Điện vậy rồi nhiều khi cô không nghe luôn. Coi như nó sắm điện thoại chỉ mắng vốn chồng thôi đó. Không vốn chồng không à, không có khi nào mà điện mẹ ơi bữa nay mẹ có khỏe không? Bữa nay sinh nhật mẹ, mẹ đi đâu vậy? Đúng mẹ rồi. Gì vậy? Không bao giờ hỏi câu đó. Mà mỗi lần điện mẹ ơi anh Lưng vậy, mẹ ơi anh Lưng kia, trời ơi tôi chán chết luôn. Thiệt tình thấy điện thoại sợ lắm. Ví dụ mà hai anh chị giận nhau vậy thì cô sẽ làm quà như thế nào? À cô hả? Thường á thì cô mới kêu hai chồng lại. Dạ. Phân tích cái đúng cái sai để cho hai đứa rồi hiểu, rồi hai đứa tự kiềm chế lại bản thân. Dạ. Để giữ hạnh phúc gia đình. Dạ. Rồi có những khi cô không nói với con dâu mà cô gầy riêng con trai cô. Nói cho nó biết là nó phải làm cho tròn cái bổn phận của người đàn ông trong gia đình. Thì cũng tốt ha. Dạ.
Nói chung là dĩ hòa dĩ quý đó, cho nên mình nói trước mặt hai đứa nó đôi khi nó cũng gây bất lợi, rồi nó mâu thuẫn thêm nữa cô hả? Trời ơi, cái vụ mâu thuẫn này cô kể Quyền Linh nghe nữa hả? Bữa đó nó ngắt chồng nó đó, rồi cái cô mới điện thoại mét chị xui, mà không phải mét chị xui mà tâm sự chị xui. Tại nhiều khi cô không ở chung, cô thì ở thường ở Cần Thơ nhiều mà cô cũng thường về nhà, cô sợ những lúc mà thằng kia xỉn về mà Diễm không kiềm chế được nhắc nhéo đó, gũi nó nóng quá đánh một hai bạt tay cái gia đình nó xào xáo. Mới điện nói chị xui, chị ơi chị dùm dùm phiên Diễm tiếp với, thì không biết là chị xui truyền tải cái thông tin đó tới Diễm như thế nào mà Diễm giận. Diễm giận nó, tôi đi về không thèm nói chuyện với tôi luôn. Nhưng nó ủa lưng mấy ngày nay sao thấy Diễm kỳ, gặp mẹ nó không có nói không vui vẻ hay trơn vậy. Nói mẹ có điện nói chuyện với chị xui không? Nay có. Rồi có gì không? Mẹ mét phải không? Nói đâu có mét. Diễm bị mẹ gầy mấy ngày nay, Diễm nhắc con nữa. Rồi cô nói với con trai sao? Tao đâu có mét đâu. Trời ơi, tao đâu có mét. Tao tâm sự mà. Tao tâm sự đúng tâm rồi. Tâm sự như mét mà. Ở dưới đó một trong những cái chia sẻ giữa bà xui nhau, mình anh nghĩ rằng nó cũng không vấn đề đâu. Lúc đó mình không có giận mẹ, mình chỉ buồn thôi. Tại vì khi mới về làm dâu mẹ thì mình có nói là nói chung là khai một số nhược điểm của mẹ của mình cho mẹ biết để mà mẹ thông cảm. Nhưng mà cái lần đó là mẹ không có nói trực tiếp với mình. Rồi mẹ khi tâm sự cũng không biết tâm sự như thế nào nữa. Thì mới về làm dâu mà mình cứ suy nghĩ chắc là mét mình dữ lắm nè. Mẹ chồng dâu này hợp nhau lắm. Mẹ nói là mẹ không có mét đâu, mẹ tâm sự. Còn dâu nói con không có giận đâu, con buồn à. Rồi, hai mẹ con dễ thương quá ha. Chúng ta sẽ đến với phần chia sẻ từ con trai của cô nha. Thông qua chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, mình muốn gửi đến hai người phụ nữ mình yêu thương nhất, đó là mẹ mình và vợ mình. Mẹ không nên làm nhiều công việc quá thì ảnh hưởng đến sức khỏe. Để sức khỏe tốt, vui chơi với con cháu trong gia đình, mọi việc thì có gì thì nói, vợ chồng con có thể phụ giúp làm hết những cái công việc trong nhà mà mẹ thường làm lúc trước. Riêng vợ thì anh muốn nhắn nhủ là vợ bớt nóng tính lại một tí, bớt cằn nhằn anh, cố gắng giữ gìn sức khỏe, giảm bớt công việc để cho nó giảm stress, để chăm lo cho cái gia đình nhỏ mình càng hạnh phúc hơn. Cái lúc đầu mới cưới thì chưa có hiểu nhau nên em hay cằn nhằn thôi. Cái khoảng thời gian sau thì nhiều khi em cũng quên, em cũng không nhớ để cằn nhằn nữa. Tại vì ảnh thay đổi theo hướng tích cực và ảnh nói chung là cũng khá hoàn hảo. Em có mong muốn điều gì mẹ chồng để cho mẹ chồng nàng dâu có thể hạnh phúc hơn nữa không? Cũng mong mẹ là giảm bớt công việc lại. Tại vì mẹ hay ôm đoàn quá nhiều việc, rồi mệt, rồi không có thời gian nghỉ ngơi, ảnh hưởng đến sức khỏe. Có những cái việc gì mẹ cần làm á thì mẹ cứ chỉ dạy lại hai vợ chồng con, hai vợ chồng con sẽ tiếp nhận mà làm giúp cho mẹ. Cô có điều gì muốn nói với chị không ạ? Có mà một cái mà từ giờ cô chưa nói. Quyền Linh nhắc tới ông xã cô mà cô nói đi nước ngoài rồi, nhưng thực ra thì ông ấy đã mất rồi. Đừng nhắc nó hồi cô khóc à. Cô với Diễm có cùng chung sở thích là thích màu tím. Thì bạn bè nói mày đừng thích màu tím buồn lắm. Cái cô nói đâu có, màu tím không có buồn, màu tím là màu yêu thương, màu chung thủy. Cô là một người mạnh mẽ, cá tính như những con người này thường cô đơn lắm. Người đôi khi là buồn một mình, không có muốn tâm sự với ai. Tuy bề ngoài nó mạnh mẽ như vậy, bên trong đôi khi cũng rất là mềm yếu cô nha. Hy vọng sắp tới chúng ta sẽ có thêm nhiều cái niềm vui từ con cháu mình. Thậm chí chúng ta có thể kiếm thêm một người bạn tri kỷ nào đó để mình tâm sự. Nếu cần thì đến gặp Quyền Linh trong bạn muốn hẹn hò. Cô già rồi. Thôi được cô. Yếu rồi, bước đi không có nổi nữa. Nếu mà có muốn gì thì cô phóng rồi cho nó nhanh. Trời ơi. Bây giờ em hứa với mẹ chồng gì thì nãy giờ mẹ chồng nói gì đó. Thì con cũng muốn xin lỗi mẹ. Tại vì cũng không ít lần vì tính trẻ con của con rồi suy nghĩ chưa thấu đáo mà làm mẹ buồn. Nhưng mà con hứa là con sẽ ngoan, sẽ nghe lời mẹ, rồi sẽ yêu thương, chăm sóc mẹ giống như là mẹ ruột của con vậy. Con yêu mẹ nhiều lắm. Thì sẵn đây cô cũng gửi lời cảm ơn anh chị xui đã sinh ra được một cô gái xinh đẹp, nết na gả về nhà cô làm dâu. Cũng cảm ơn anh chị xui đã cho cô một người con gái cũng khá tốt trong thời đại A Cộng này. Hay quá.
Anh nói thật nha, có bà mẹ chồng á, hiểu. Bà mẹ chồng rất là tâm lý mà cũng rất là gọi là cá tính, yêu thê nhiều nữa. Quan trọng là tâm sự, đừng có xanh mặt nữa nha. Rồi, một kỷ niệm gửi cho gia đình, cũng bà kỷ niệm. Cảm ơn cô về những cái bánh ít của cô làm ha. Ăn đi. Dạ, chắc chắn tụi con sẽ ăn nha. Con cũng có phần quà dành tặng cho cô, đây là